áp dụng cho cô 2018 trong điều trị sỏi mật. Cái áp dụng lần này nó sẽ là cho các tuyến, chúng ta thấy hình dung một khi một bệnh nhân sỏi mật vào này, chúng ta sẽ có chiến lược điều trị như nào, dùng kháng sinh như nào và khi nào can thiệp. Về dùng kháng sinh thì không có gì thay đổi, nhưng cái thời điểm mà chúng ta để can thiệp điều trị sỏi mật và giải quyết thì đấy chúng ta thống nhất và đã được cái hướng dẫn là 518 rồi. Áp dụng Toco 518 thì là nó thừa kế của Tokyo năm 2012 và từ đó nó sẽ làm cho các bác sĩ lâm sàng sẽ có cái đường hướng rõ ràng hơn khi nào chúng ta cần can thiệp, khi nào chúng ta cần tán sỏi và khi nào chúng ta phẫu thuật. Thế thì tôi chỉ xin nhắc qua một chút về cái dịch tễ, thì chúng ta thấy là nếu tỷ lệ chung, đây là bệnh mà nó tỷ lệ khoảng 10-20% ở các nước đã phát triển. Và theo cái nghiên cứu ở Việt Nam thì chúng ta thấy cái tỷ lệ sỏi mật ở Việt Nam là khoảng 6,3%. Và cái bệnh này tương đối là ưu ái với nữ, bởi vì các bạn nhìn thấy là cái tỷ lệ nữ trên nam là 2:1. Một cái điều là cái bệnh này phát hiện tương đối muộn, bởi vì tại sao? Khoảng 80% các bệnh nhân là không có triệu chứng. Và người ta đi siêu âm bụng tình cờ người ta phát hiện sỏi mật, chứ còn chỉ có 20% bệnh nhân có đau ở sườn phải. Về sỏi thì từ trước nay chúng ta đã được học từ rất lâu là có hai loại sỏi cholesterol và sỏi sắc tố. Ở Việt Nam thì chủ yếu lại là sỏi sắc tố, vì vậy cái việc mà dùng thuốc tan sỏi ở Việt Nam hiệu quả không cao lắm. Cái chiến lược điều trị của chúng ta ở sỏi sắc tố Việt Nam nó hơi khác so với sỏi cholesterol ở nước ngoài. Và những phần sau về áp dụng hướng dẫn Toco tôi sẽ phân tích xong. Đây là cái phân loại rất là cổ điển, còn một số phân loại người ta chia là 3 đến 4 loại. Từ cái sỏi sắc tố người ta sẽ chia ra sỏi canxi và sỏi hỗn hợp. Thì trong cái thành phần sỏi trong slide sau tôi sẽ trình bày tiếp. Về phần cái cơ chế hình thành sỏi đã được tạp chí Nature năm 2018 trình bày rất là rõ về cái hình thành, từ hình thành nhân và tạo sỏi. Phần này thì tôi nghĩ là chúng ta hơi academic quá, chúng ta sẽ đi vào cái phần chính là áp dụng Toco 518 trong điều trị sỏi mật. Thế thì các bạn nhìn thấy trong cái phần đây là cái nghiên cứu về thành phần sỏi mật ở người Việt Nam. Thế thì cái sỏi, nếu mà sỏi cholesterol thì cái lượng canxi nó chỉ khoảng gần 700 thôi, nhưng mà sỏi sắc tố thì cái lượng canxi của nó gần 4.000. Các bạn nhìn thấy là cái thành phần sỏi nó khá là khác nhau. Và cái sỏi cholesterol thì cái lượng sắt và đồng nó cũng thấp hơn rất nhiều so với sắc tố. Như vậy các nhìn thấy cái thành phần slide này tôi muốn đưa vào là các thấy rằng là tất cả những cái thuốc tan sỏi ở Việt Nam đang sử dụng ở Việt Nam là dành cho sỏi cholesterol, và sỏi chúng ta lại ưu tiên là sỏi sắc tố, vì vậy cái tỷ lệ tan sỏi qua nội khoa rất là kém ạ. Thế thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ đi vào cái phần hai, cái sỏi sắc tố là chính. Thế cái sỏi sắc tố thì nó sẽ nằm ở cái túi mật vừa đường mật, và các bệnh phám chẩn đoán hình ảnh sẽ đóng góp rất nhiều trong cái việc mà phát hiện ra sỏi mật. Thế thì sỏi cholesterol là dành cho sỏi ở các nước châu Âu và nước phát triển, thì bệnh nó có mấy tính chất gia truyền. Còn sỏi chúng ta lại, các bạn nhìn thấy cái phần sỏi sắc tố nâu ấy ạ, lại chủ yếu là liên quan đến việc nhiễm trùng. Và chúng ta biết là cái nhiễm trùng do sỏi mật và do giun từ thời cách đây 20-30 năm khá là nhiều. Như vậy chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần sỏi sắc tố nâu chứ không phải sỏi cholesterol như thành phần ở nước ngoài ạ. Thế thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán viêm túi mật cấp thì trong phần này nó rất cổ điển theo sách giáo khoa mà các bạn đã được học rồi. Tuy nhiên thì là Tokyo 518 hệ thống hóa để có các bảng điểm để cho các thầy cô chẩn đoán một cách rõ ràng hơn. Như vậy các bạn sẽ thấy là nếu mà có một dấu hiệu A, tức là cái dấu hiệu là có dấu hiệu mốc phi hoặc khối đau, cộng với một trong dấu hiệu B, tức là có sốt tăng CRP, thì các bạn được nghi ngờ chẩn đoán. Nhưng nếu cộng thêm một dấu hiệu C, tức là có dấu hiệu đặc trưng của viêm tụ cấp, thì các bạn cho phép các bạn chẩn đoán xác định. Như vậy cái Tokyo 518 là hệ thống hóa các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng để đưa ra một cái tiêu chuẩn chẩn đoán viêm tụ cấp rõ ràng để chúng ta thống kê và tật bệnh tật và chẩn đoán và điều trị. Thế thì cái Tokyo năm 2018 nó kế thừa từ năm 2012 và năm 2013. Thế thì và người ta đưa ra được cái hệ thống hóa điều trị. Thế chúng ta sỏi túi mật của chúng ta thì không gặp nhiều bằng sỏi đường mật. Trước đây thì người ta thấy rằng là cái sỏi từ túi mật di chuyển xuống đường mật thì hay gặp nhiều hơn là sỏi bắt nguồn từ sỏi trong gan và sỏi đường mật. Và cái sỏi đường mật thì nó sẽ gây tắc mật và giãn đường mật. Về triệu chứng lâm sàng thì không có gì thay đổi, từ cách hơn 30 năm nó vẫn là điển hình của tâm chứng Sakko. Vấn đề hôm nay chúng ta bàn luận là chúng ta áp dụng cái Toco 518 trong điều trị như nào, chứ chúng ta không bàn luận về cái chẩn đoán sỏi túi mật. Thế thì khi mà điều trị sỏi mật thì phần này tôi chỉ là một phần rất nhỏ là cái ô màu vàng là phần nội khoa. Còn cái khi mà điều trị sỏi mật nó là đòi hỏi một cái teamwork, tức là sẽ có 3 phần kết hợp với nhau, nội khoa, chẩn đoán hình ảnh và ngoại khoa.
Thế thì cái trong cái slide hôm nay và theo ý kiến của ban giám đốc, và chúng tôi rất muốn nhấn mạnh cái việc điều trị sỏi mật phải là một ekip chứ không phải riêng nội khoa, bởi vì chúng ta sẽ phải có hội chẩn của ba chuyên khoa để khi nào chúng ta cần can thiệp lấy sỏi, khi nào chúng ta mổ, để các bạn thấy. Thế thì phần điều trị nội khoa thì điều trị sỏi mật không có gì thay đổi. Trong phần slide này tôi chỉ xin nhấn mạnh là cái kháng sinh mà dùng trong điều trị nhiễm trùng đường mật, vì hầu hết các vi khuẩn gây nên nhiễm trùng mật là do E. coli hoặc Klebsiella, vì vậy các bạn dùng kháng sinh để sẽ đánh mạnh vào E. coli, Klebsiella và Streptococcus. Còn về điều trị hồi phụ nước điện giải thì không có gì thay đổi, nó vẫn là phác đồ chung từ bao nhiêu năm nay. Về cái thuốc vận mạch thì chỉ khi nào mà huyết áp dưới 65 các bạn mới phải cần dùng thuốc vận mạch. Chúng ta sẽ ưu tiên dùng nó nhóm norin và arin với liều để cho huyết áp trung bình trên 65. Và tất cả những cái biện pháp điều trị siêu đa phổ tạng là chúng ta đã được học từ rất lâu rồi, không có gì thay đổi, và tôi sẽ nhấn mạnh vào những slide tiếp theo. Cái slide này thì chúng ta thấy cái ô màu xanh mà tôi để màu xanh đậm, đấy là những cái kháng sinh mà chúng ta phải lựa chọn ưu tiên hàng đầu đối với nhiễm trùng đường mật. Vì chúng thấy rằng là cái những vi khuẩn từ đường mật là chủ yếu là E. coli chiếm khoảng 30-40%, Klebsiella khoảng 21%. Như vậy chúng ta ưu tiên cái nhóm kháng sinh là nhóm cephalosporin cùng với nhóm quinolone, là nhóm mà chúng ta dùng khá phổ biến ở các bệnh viện và có thể đánh mạnh được các vi khuẩn gram âm này. Về điều dùng thì tôi nghĩ tất cả các thầy cô đã quen quá và tôi xin không nhắc lại phần này nữa. Thế thì đây là cái sơ đồ. Như vậy chúng ta thấy là nếu khi bệnh nhân có sỏi túi mật và viêm túi mật thì chúng ta sẽ áp dụng tiêu chuẩn TOCO 518. Trong phần slide tiếp sau tôi sẽ nói. Khi bệnh nhân có sỏi ống mật chủ thì chúng ta cũng áp dụng TOCO 518. Với người trẻ chúng ta sẽ ưu tiên phẫu thuật và người lớn tuổi chúng ta sẽ ưu tiên RCP. Khi bệnh nhân có cả sỏi ống mật chủ và viêm túi mật cấp thì chúng ta sẽ có các biện pháp là phẫu thuật túi mật và lấy sỏi. Hoặc là sau đó phẫu thuật. Và những cái trường hợp viêm đường mật tối cấp và chúng ta sẽ ưu tiên là dẫn lưu mật sau đó phẫu thuật. Thì những cái phần này ở slide tiếp theo của thầy Bình và thầy Hoàng sẽ nói kỹ hơn, và tôi chỉ nói đây là cái đường hướng chung để chúng ta khi mà làm tim mút chúng ta sẽ biết là bệnh nhân nào cần phải dẫn lưu trước, hoặc bệnh nhân nào ưu tiên phẫu thuật, bệnh nhân nào ưu tiên lấy sỏi qua RCP. Thế cái phân mức độ nặng của nhiễm trùng đường mật do viêm tụy cấp thì cái slide này là cái tiêu chuẩn mà rất rõ ràng. Tuy nhiên tôi thấy áp dụng cái phần này là đối với một số bệnh viện mà khi chúng ta làm telemedicine thì có một số cái xét nghiệm mà chúng ta không chú ý, ví dụ như là cái đo khí máu hoặc là creatinine thì các bệnh viện đều làm rồi, PTNR các bệnh viện đều làm rồi, nhưng mà chúng ta sẽ thống kê toàn bộ các tiêu chuẩn đó để chúng ta biết được là bệnh nhân nào xếp vào mức độ 3 để chúng ta can thiệp luôn, hoặc mức độ 2. Thì cái slide này hoàn toàn bệnh viện sẽ chuyển cho tất cả các thầy cô ở các nơi để chúng ta áp dụng cái tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ từ cái bảng này chúng ta sẽ áp dụng được cái tiêu chuẩn mức độ 3 chúng ta làm thế nào. Thế thì khi mà một bệnh nhân có sỏi túi mật cấp thì các bạn nhìn thấy là khi mà viêm tụy cấp mức độ 1 là cái phần ô màu nâu nâu ở nhẹ đấy ạ, thì là bệnh nhân hầu như là chỉ có viêm túi mật của khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ sang là bệnh nhân sẽ có kháng sinh, chúng ta chỉ dùng kháng sinh và điều trị hỗ trợ. Tuy nhiên viêm túi mật cấp mức độ 2 chính là cái phần màu xanh đậm đấy ạ, đây các tiêu chuẩn của nó đã rất là rõ ràng rồi, thì chúng ta sẽ dùng kháng sinh và điều trị phẫu thuật hỗ trợ. Như vậy thì vào ở những trung tâm nào có đơn vị phẫu thuật mà giàu kinh nghiệm chúng ta sẽ phẫu thuật khẩn cấp sớm, hoặc nếu người lớn tuổi chúng ta sẽ lưu túi mật cấp. Đây là cái sơ đồ mà TOCO 118 mà bệnh viện Đại học Y Hà Nội muốn giới thiệu để chúng ta áp dụng, và hiện tại cũng đang áp dụng tại bệnh viện Đại học Y. Như vậy qua cái sơ đồ này chúng thấy rằng là cái vai trò tim mút rất là quan trọng. Nội khoa của chúng tôi nó chỉ đóng được cái vai trò một cái ô nhỏ nhỏ đấy thôi. Còn tất cả những cái phần phẫu thuật và lấy sỏi qua da là toàn bộ các thầy cô bên chẩn đoán ảnh và các thầy cô bên phẫu thuật, để chúng ta đạt được cái quả tốt nhất là bệnh nhân sẽ vượt được qua giai đoạn sốc và lấy được sỏi. Khi mà bệnh nhân sỏi túi mật và có viêm túi mật thì chúng ta cũng sẽ làm theo các phương pháp như thế này. Và chúng ta sẽ trên cái TOCO 118 mà khi bệnh viện chuyển lại cho anh chị sẽ thấy rằng là khi nào chúng ta có thể làm phẫu thuật và khi nào chúng ta sẽ dẫn lưu túi mật trước. Đấy là cái phần bệnh nhân có viêm túi mật cấp. Thế những cái các yếu tố về như tuổi và những cái bệnh lý kèm theo thì chúng ta sẽ các yếu tố dự báo âm tính và chúng ta sẽ dẫn lưu túi mật. Ở những cái ca gần đây chúng tôi nhận thấy những bệnh nhân mà có cái bệnh kèm theo, ví dụ đái tháo đường là cái bệnh rất hay gặp, và những cái biến chứng bệnh phổi mãn tính thì chúng tôi ưu tiên là những cái dẫn lưu túi mật sớm, chứ chúng ta không nhất thiết phải làm, và cái này chúng ta hoàn toàn áp dụng theo đúng TOCO 518 ạ.
Thế thì về điều trị sau túi mật thì chúng tôi xin rất nhấn mạnh là cái vai trò của tim mút, tức là gồm có vai trò của phẫu thuật viên nội soi và vai trò của chuẩn đoán ngạch, và cái nội khoa chúng tôi nó đi xuống cuối này, tức là nó chỉ là vai trò hỗ trợ cho các thầy cô phẫu thuật và bên chuẩn đoán ngạch thôi. Và cái phác đồ điều trị viêm túi mật Bộ Y tế đã đưa ra năm 2016. Phần này các thầy cô hoàn toàn có thể download ở trên mạng, và cái phần này ở bệnh viện Đại học Y chúng tôi cũng đã áp dụng để chúng thấy rằng là chúng ta điều trị theo đúng cái phác đồ của Bộ Y tế. Và tùy theo bệnh viện mà các anh chị đang làm việc có cái phẫu thuật có kinh nghiệm hay không, và chúng ta có triển khai được kỹ thuật lấy sỏi không, và chúng ta áp dụng từng phần. Thế khi mà bệnh nhân sỏi mật chủ hoặc là sỏi trong gan có biến chứng nhiễm khuẩn thì chúng ta cũng có cái guideline hướng dẫn rất là rõ. Khi mức độ 1 chính là cái ô màu nâu mà cái slide đầu tiên tôi đã trình bày với anh chị, thì chúng ta sẽ làm kháng sinh, và chúng ta sẽ làm kháng sinh ở cái mũi này ở đây, kháng sinh và liệu pháp hỗ trợ. Thế còn nếu mà mức độ 2 thì chúng ta sẽ dẫn lưu sớm. Chúng ta sẽ dẫn lưu sớm và liệu pháp hỗ trợ. Thế còn nếu mà độ 3 thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vai trò dẫn lưu tối cấp của điều trị xu tạng là phần này là chúng ta sẽ làm luôn. Như vậy các anh chị sẽ thấy rằng là khi mà bệnh nhân mà ở giai đoạn 3, độ 3 tức là bệnh nhân có những bệnh nhân mà người lớn tuổi đấy ạ, 60 tuổi, nhưng mà thực ra chúng tôi có thể can thiệp với những bệnh nhân lớn tuổi hơn rất là nhiều. Lúc đấy chúng ta sẽ ưu tiên dẫn lưu đường mật tối cấp và điều trị suy đa tạng. Sau đó chúng ta mới xét các điều trị can thiệp và sỏi sau. Thế nếu mà mức độ 2 chính là cái ô màu xanh xanh mà slide trước tôi đã trình bày với anh chị, thì chúng ta sẽ dẫn lưu sớm và kháng sinh liệu pháp hỗ trợ. Còn độ 1 thì vai trò nội khoa mới có, còn độ 2, độ 3 thì là vai trò của các thầy chẩn đoán hình ảnh và bên ngoại khoa. Thế khi mà đây là một cái sơ đồ khác để điều trị cái nhiễm khuẩn đường mật theo Hiệp hội châu Âu. Tuy nhiên nó cũng, các bạn nhìn thấy là cũng không khác gì nhiều so với Tocco 118. Và hiện tại trên thế giới thì người ta áp dụng Tocco 118 là cái phác đồ chẩn đoán và điều trị sỏi túi mật đơn giản và tránh được cái biến chứng nhiều nhất. Chúng ta tránh được cái can thiệp quá mức và là đặt cái an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu. Đấy là cái phần trình bày của tôi.